Xin chào các bạn, thì đây là tôi trồng kiếm rừng. Kiếm này kiếm của Đắk Lây Kon Tum. Hoa nó nở thì cũng khá đẹp. Thì gần đây thì mấy cây ấy của tôi này, cây đinh năng trồng 5-6 năm rồi. Còn đây cây kiếm này thì tôi bật camera sau thì để các bạn cùng theo dõi. Chưa mùng 2 Tết thì mình cũng uống chút rồi, nhưng mà mình cũng chơi lan thì mình cũng cứ trồng cái nào mình chia sẻ các bạn cảm thấy là có ý nghĩa thì các bạn cũng có thể là theo dõi, đăng ký kênh, ủng hộ kênh Hoàng Việt TV1. Đấy, xin mời các bạn. Các bạn đấy thấy đây không phải kiếm nô hội, vì cái thân này nó thân hoa đây nó để nó dựng lên. Như tôi thấy hoa nó khá đẹp này các bạn. Thì hoa nó nhỏ vì cây này mới lấy rừng về nên là chắc nó cũng không to lắm. Nhưng hoa nó rất đẹp. Các bạn thấy không? Đấy, xung quanh này nó màu vàng này. Thì cái hoa kiếm tôi không tìm hiểu kỹ nhưng mà thấy nó khá đẹp. Để trồng tốt thì chắc hoa nó to lên. Các bạn, đây là nụ này. Cái kiếm này tôi cũng không biết kiếm gì, cái tên kiếm là gì, nhưng mà nó không phải kiếm nó hội, không phải kiếm tiên vũ. Đấy, hoa nó khá đẹp các bạn. Thì đấy thì tôi cũng trồng một số kiếm, đây đang để cái giá thể sơ dừa. Kiếm đây là kiếm lùn. Đây là kiếm lùn đắc côi này tôi trồng. Đây là kiếm trước tôi ghi đây, ruby đắc côi. Còn đây là cũng cứ kiếm rừng tôi trồng thôi. Thì tôi định trồng một số kiếm ở đây. Còn đây là cái tổng tôi lấy từ Bình Phước về. Đấy, vườn thì đơn giản thì trồng kiếm. Đây nó có một cái vòi nên chuột nó ăn mất này. Kiếm này lá rất cứng này. Thì mình cũng cứ sưu tầm, nhưng mà tôi thấy cái vòi này rất đẹp. Kiếm này tôi cũng không biết kiếm tên gì. Đây, hoa nó xung quanh này hình như màu vàng. Lưỡi nó như thế này. Nếu bạn nào biết tên kiếm gì thì các bạn có thể comment, các bạn nói giúp. Tôi bây giờ mới sưu tầm thôi. Cây này thì nó cao, nó khoảng 60 cm. Đấy, thì tôi cũng làm một video ngắn này, thì bạn nào quan tâm thì có thể đăng ký kênh theo dõi, ủng hộ kênh Hồng Việt TV1. Thì hôm nay mùng 2 Tết rồi, thì cũng chúc các bạn một năm mới thì sức khỏe, an khang, thịnh vượng, mọi điều tốt đẹp. Hoa rất đẹp. Cái nô hội thì nó thường ngả xuống dưới này. Cái này cái thân của nó tự lên. Đây là cái thân vòi những năm trước nó rất dài. Cái này kiếm rừng tôi mới trồng ở đây thôi. Rừng của Đắk Lây Kon Tum. Đấy, video này tôi làm đây kết thúc. Xin cảm ơn và chào tạm biệt các bạn.